Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18 tháng 10, thời tiết các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến rất phức tạp. Nguyên nhân do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Rạng sáng 18 tháng 10, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động tại khu vực biển ngoài khơi thành phố Đà Nẵng, có xu hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 đến 10 km/h. Từ đêm 17 tháng 10 đến sáng 19 tháng 10, từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Gió thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão đi ngược về phía Bắc, nên vùng mưa to sẽ dịch lên dần Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ. Mưa to tại Trung Trung Bộ sẽ duy trì hết hôm nay, sau đó giảm dần. Nam Bộ, Tây Nguyên và các khu vực khác chiều tối mưa rào đến mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên đất liền, từ 18 tháng 10 đến 19 tháng 10, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Hà Tĩnh, Quảng Bình, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Khoảng 1 giờ ngày 20 tháng 10, bão trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần. Tác động của bão, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm các vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông báo về diễn biến thời tiết cho các vùng và cả nước. Theo đó, trọng tâm đợt mưa lớn đang diễn ra ở miền Trung sẽ có sự dịch chuyển trong những ngày tới. Cụ thể, từ chiều 18 tháng 10, vùng mưa sẽ mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An và miền Bắc. Trong khi đó, các tỉnh đang ghi nhận lượng mưa kỷ lục như Đà Nẵng, Quảng Ngãi hay Quảng Nam thì lượng mưa sẽ giảm. Về dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay, 17 tháng 10, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay 17 tháng 10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính có nơi trên 70mm như Lộc Trì, Thừa Thiên Huế, 74,8mm, Bình Dương, Quảng Nam, 85,4mm, Đức Phổ, Quảng Ngãi, 89,2mm. Dự báo từ ngày 17 tháng 10 đến sáng 19 tháng 10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi từ nay đến sáng 19 tháng 10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Từ chiều 18 tháng 10, mưa lớn trên khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có xu hướng giảm dần. Từ sáng ngày 19 tháng 10, mưa lớn tại Huế, Quảng Trị giảm nhanh, đồng thời tâm mưa có sự dịch chuyển lên phía Bắc. Ngày 19 tháng 10, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Thanh Hóa và các tỉnh miền Bắc, từ sáng ngày 18 tháng 10 bắt đầu có mưa rào và dông rải rác ở vùng ven biển, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Từ 19 đến 21 tháng 10, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Theo thông tin tại các địa phương, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân các địa phương. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn trong nhiều giờ qua đã khiến nhiều đoạn đường trên quốc lộ 49B, một số đoạn thuộc tuyến tỉnh lộ của Thừa Thiên Huế ngập sâu. Quốc lộ 49B ở km 3 đến km 8, từ xã Phong Hòa đến xã Điền Hương, huyện Phong Điền, ngập sâu từ 0,4 đến 0,6m. Tại km 95 đến km 96, xã Lộc Bình, Phú Lộc, nhiều đất đá tràn mặt đường, nước chảy xiết, sâu từ 0,2 đến 0,4m. Nhiều đoạn đường trên tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 6, tỉnh lộ 6B, 8A, 10C, 17B, 19, 25B có vị trí ngập sâu nhất đến 1m. Lực lượng chức năng đã dựng biển báo cấm người và phương tiện qua lại. Mưa lớn kéo dài cũng làm sạt lở ta luy dương tỉnh lộ 551, đoạn từ xã Kỳ Phong đi xã Kỳ Trung, khiến hàng trăm mét khối đất đá đổ xuống đường chiều dài khoảng 50m. Sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông qua đoạn đường này. Chính quyền các địa phương đang tích cực huy động lực lượng, phương tiện giải phóng đất đá,
lập rào chắn, cắm biển cảnh báo mức độ nguy hiểm tại khu vực sạt lở. Trước diễn biến thời tiết bất thường, các đơn vị địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh chủ động phương án phòng chống ngập lụt, sạt lở đất tại vùng trũng, khu vực miền núi. Thủy điện Hố Hô tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn cho thủy điện và vùng hạ lưu với lưu lượng qua tràn là 57 mét khối trên giây. Hiện nay, tại tỉnh Quảng Bình, mưa lũ đang gây ngập lụt, chia cắt giao thông một số xã vùng biên giới. Cụ thể tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, đường vào bản Cờ Đỏ, bản Bục bị ngập nước từ 0,5 đến 1 mét, người và phương tiện không qua lại được. Tại xã Hóa Sơn, huyện miền núi Minh Hóa, thôn Đa Năng, nước ngập sâu khoảng 0,8 mét, cầu đập tràn bản Lương Năng ngập sâu khoảng 0,5 mét, người và phương tiện không thể qua lại được. Một số ngầm ở Thượng Hóa, xã Dân Hóa, xã Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa cũng bị ngập sâu trong nước gây chia cắt giao thông đi lại. Ngầm qua thôn Quyền, xã Thượng Hóa ngập sâu khoảng 0,8 cm, dài khoảng 30 mét, người dân qua lại bằng cầu treo. Đáng chú ý, tại xã Trọng Hóa, các ngầm Cô Bi, Tà Cổn nước ngập từ 0,5 đến 1 mét, khiến giao thông vào 7 bản của xã bị chia cắt. Mưa lớn nước dâng cao cũng khiến nhiều học sinh vùng trũng thấp Quảng Trị phải nghỉ học. Tính đến trưa 13 tháng 10, trên địa bàn tỉnh, 75 điểm trường của 39 trường học bị ảnh hưởng do mưa lớn, khiến hơn 2.000 học sinh các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở phải nghỉ học. Theo Ban Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn và Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị, mưa lớn khiến nhiều địa phương xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ ở vùng thấp trũng và ven sông suối. Các ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi, các xã vùng trũng của huyện Hải Lăng. Mưa lớn dẫn đến nguy cơ cao xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ khu vực miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông huyện Hướng Hóa, Đắk Rông, Vĩnh Linh, Do Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng. Tại thành phố Đà Nẵng, học sinh khối trung học phổ thông, trung học cơ sở và tiểu học không học bán trú trên địa bàn thành phố nghỉ học vào chiều 13 tháng 10 do một số đoạn đường ngập sâu, đi lại khó khăn, nguy hiểm. Theo tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, dự kiến mưa lớn tập trung từ 9 giờ đến 16 giờ ngày 13 tháng 10, gây ngập úng nhiều nơi trong khoảng thời gian trên. Lượng mưa tại Đà Nẵng phổ biến từ 50 đến 130mm, có nơi trên 130mm. Khu vực Tây Nguyên cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ này. Mưa lớn từ 14 giờ ngày 13 tháng 10 khiến tỉnh lộ 675 huyện Sa Thầy về thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum bị chia cắt nhiều giờ. Hàng trăm người và phương tiện không thể lưu thông. Đến 16 giờ ngày 13 tháng 10, tại khu vực trên, nước vẫn chảy xiết, tràn qua tỉnh lộ 675, làm ngập một đoạn dài gần 100 mét. Nước lớn kèm bùn tràn vào cánh đồng đồi 18 thuộc thôn 2, xã Krung, thành phố Kon Tum, khiến nhiều diện tích lúa vừa gieo nơi đây bị ngập. Chính quyền xã Krung cử lực lượng chức năng chốt chặn ở hai đầu, ngăn người dân, phương tiện di chuyển vào vùng nước chảy xiết để đảm bảo an toàn. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện ngày 12 tháng 10 gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cùng lãnh đạo một số bộ, ngành địa phương yêu cầu chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung. Công điện nêu rõ hiện nay là thời điểm thường xảy ra mưa bão tại miền Trung và Tây Nguyên. Để đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ trưởng, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!